Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Cho mình gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người, bởi vì cái video này á, là lúc mình quay mình không có check lại cái mic cho kỹ á, nên là tới lúc mà mình xuất video ra rồi thì mình mới thấy là cái mic của mình nó bị hư rồi, nên là mình phải lồng tiếng lại. Mọi người thông cảm cho mình nghe, thì mình thật sự rất là xin lỗi. Mình cố gắng hết sức để có thể mang lại những cái trải nghiệm chân thực nhất cho cái lần đầu tiên quay video này. Thì đây là một cái gói snack mà 115 gói mình tìm được ở trên Shopee. Nó bự như thế này nè các bạn, nó bự như kiểu đó, các bạn thấy không, nó ngang qua một cái bàn như thế này. Tại vì mình với em mình đều thích con heo, các bạn có thấy cái áo mà em mình đang mặc không, nên tụi mình quyết định là lựa một chú heo xinh. Còn rất là nhiều sự lựa chọn, màu xanh dương và màu hồng cũng có, còn mình thì mình lựa màu đỏ. Khi tiến hành cắt nó ra thì chúng ta có thể thấy là có rất là nhiều gói trong này, và mình và em mình quyết định là đếm. Lúc đầu mình nghĩ là 115 gói thì sẽ là 115 vị khác nhau, các bạn có thấy là mình ngây thơ không? Nhưng mà thực chất thì không phải, mỗi vị sẽ có tầm vài cái tới chục cái, những cái nhỏ nhỏ, nên là tụi mình vẫn đếm thì đúng là 115 cái, nhưng mà chỉ tầm mấy chục vị thôi. Được cái là cái đồ ăn của Trung Quốc thì thiết kế rất là đẹp, màu vô cùng là bắt mắt, nhìn trẻ con rất là thích luôn á. Mình nghĩ là một cái phần quà như vậy mà các bạn dùng để biếu tặng quà sinh nhật, tặng bạn bè thì cũng rất là hợp lý đúng không? Dễ thương. Và mình nhìn thấy này, nó bự ơi là bự thế này. Và hôm nay chúng ta sẽ tiến hành unbox cái gói snack ăn vặt 115 món xíu to khổng lồ. Các bạn hãy nhìn vào biểu cảm của em mình nha, tại vì ngon hay dở thì nhìn vào mặt em mình là biết thôi à. Cái bánh đầu tiên màu vàng này, nó là một dạng bánh bơ đậu phụng. Trời ơi, nhìn cái mặt nhăn của nó kìa. Cưng gì đâu mà cưng luôn á. Nói chung là nó không hợp với khẩu vị của hai chị em mình lắm đâu. Tại vì tiếp theo là một cái bánh có một hình hình chú heo, một hình rất là dễ thương này, cộng với lưu bị lại lên xin ăn. Bánh này giống bánh snack bình thường của mình thôi, kiểu vị cũng mặn mặn thơm thơm. Một cái bánh chocolate, một cái bánh khiến chúng ta quay về tuổi thơ này. Xoay bánh chấm kem nếm thử, trời ơi ngon ơi là ngon. Nói chung là mình thấy nó không có được như bánh ở ngoài của mình đó, nó hơi ngọt hơn một chút và có một cái vị gì đó hơi khe. Cái bánh này rất là quen nè, nó giống như là những cái bánh quế của mình hay ăn á, vị cũng y kinh như vậy luôn. Nhưng mà các bạn có thể thấy là bên nó đầu tư packaging rất là được đúng không, nhà sản xuất hàng sử dụng hướng dẫn sử dụng, thì bánh cũng giống, hình cũng dễ thương. Nói chung là cái gói này rất là hợp lý luôn á, ăn cũng được. Đây là một dải kẹo, trời cả chục gói luôn á. Cái kẹo chua gì ơi mà chua mà tiếng nè, trời ơi ta nói nó chua em nhầm 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 kịp hơn nổi luôn á. Nó cũng có cái mùi trái cây cái nho hay sao á, thơm vậy các bạn ăn cũng được. Nếu như mà các bạn mà tầm tuổi như mình á thì có thể là các bạn sẽ biết cái món này, còn các em sau này có thể là sẽ không, thì nó là kẹo nổ. Đấy là khúc này thì mình sẽ mới bay cho các bạn nghe được cái vị mà cái kẹo nó nổ lấy tách tách trong miệng, nhưng mà mình lại tắt tiếng mất rồi, nó bị cắt tiếng rồi. Nó ngon lắm các bạn, mà nó vui vui kiểu nó rồi nổ, mà nó có nhiều hương nữa chứ. Một cái bánh khoai tây màu đỏ, vỏ đỏ rất là xinh đẹp, như kiểu trung thu sắp đến rồi. Cái cọng thì nó dài dài, ăn cũng thơm, ăn nó giống như là cái bánh đó. Hồi đó mình hay ăn cái bánh cái gì, khoai tây mà hình tam giác chắc nhỉ. Tiếp theo là một dải bánh màu xanh lá với vàng, sự kết hợp mang đến cái hương vị rau củ. Bánh này có vị hơi khó ăn một tí, nó hơi hành hành đắng đắng. Các bạn hãy nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của em mình đi, trời ơi hảo cứ ai. Các bạn đã bao giờ nghe tới bánh dưa leo chưa? Dưa leo có nghĩa là dưa chuột của mình đó. Cái mùi của nó vừa mở ra như kiểu mùi dưa leo non vậy đó, khá thơm, ăn cũng được. Nhưng mà nó giống như là cái dưa leo khi mà mình đắp mặt xong rồi cái nó khô vậy đó, mình bỏ vào bột thì nó y kinh như vậy đó. Một cái bánh khoai tây nữa, mình để ý rồi, trong cái hộp bánh này khá nhiều bánh khoai tây nha, mà vị nó giống nhau nữa, nó chỉ khác cái bao bì thôi, nhưng mà bao bì cũng rất là dễ thương nè các bạn xem.
Nếu như chia ra 115 gói mà gói này mình mua là 300.000 thì sẽ tầm 2.000 mấy tới 3.000 mấy một gói thì cũng được. Cái này bù cái kia đúng không? Có những cái thì nhỏ xí, nhưng có những cái như cái bánh khoai tây này cũng hợp lý. Một cái bánh cà chua ở bên này được cái này có tới hai cái bánh cà chua nha, một cái vỏ đỏ và một cái vỏ vàng. Thì cái bao bì khác nhau, hình dạng của cái bánh cũng khác nhau, như vậy thì lại giống nhau. Các bạn có thể tưởng tượng như là cà chua xong rồi mình thêm vào đó một tí hạt nêm, miếng muối, tí bột ngọt, trộn với bột mì chiên lên mỏng mỏng. Đó, ăn nó giống vậy đây. Ở đây thì mình có một cái bánh bistec với khoai tây và một cái bánh khoai tây không. Cái màu xanh là khoai tây không và cái màu hồng là có bistec trong đó. Thì đương nhiên cái màu hồng nó sẽ thơm mùi bò hơn một chút. Cái hình vuông hoặc cái hình tròn đó thì nó chỉ là khoai tây bình thường. Như nãy giờ mình có nói rồi đó, thì những cái vị khoai tây trong này nó chỉ khác nhau ở cái vỏ thôi, còn cái vị thì nó giống nhau. Còn cái bistec thì nó thơm hơn một xíu, ăn nó rất là giòn, dai, cà rột. Và con mèo của mình nó còn xin ăn nữa kìa. Thì rồi một chú mèo ham ăn, mỗi lần mà nó xin ăn thì nó sẽ meow. Cái này các bạn sẽ không có xa lạ gì nữa đâu, mình không biết chắc là cái tên gọi đúng của nó là gì, nhưng mình hay đọc nó là kiểu kè bềm, kè dẻo, marshmallow. Mà ở ngoài mini stop hay bán những cái gói như là sugar free ấy, các bạn có nghĩa là kẹo không có đường á, để đánh lừa thị giác của mình là ăn vô sẽ không béo thôi. Nhưng mà thật chất là nói ăn kẹo thì nó chỉ có béo và béo thôi, nhưng mà cái này ngon lắm. Có điều là nó không có mềm như là ở ngoài đó. Một cái bánh có hình cô gái đang ngồi hái sao, nên là mình có thể đoán được cái bánh sẽ có hình ngôi sao. Nhưng mà em mình kìa, nói chung là một cái bánh khá là nhạt nhẽo, không để lại cho mình cái ấn tượng gì ngoài chuyện là cái hình ngôi sao. Một cái bánh màu xanh có cái bánh hình tròn, nói chung là nhìn nó ăn nó cũng bình thường lắm. Mình đang cố gắng liên tưởng đến một cái loại bánh snack nào đó của Việt Nam mà các bạn ăn hàng ngày để các bạn có thể nhớ. Thì nó giống như thế này, mình nhớ ra cái tên của nó là đó là bánh poka, hoặc là các bạn hay ăn không? Thì cái này nó giống như vậy nhưng mà nó nhạt hơn một chút và bánh nó nhỏ xíu à, nó như là cái món tay cái của mình vậy đó. Đây là một cái marshmallow nữa mà màu hồng nó dài hơn cái màu xanh hồi nãy. Cái này dài khoảng gấp đôi á, nhưng mà những cái marshmallow trong này á thì nó không có mềm như là ở ngoài tiệm mình hay ăn đâu, nó sẽ cứng hơn một chút, không có dai bằng và nó cũng không có thơm bằng nhưng mà cũng ngon. Cái này là hình một cô gái ôm một con mèo, để Minh Hải thì em mình đã bồng con mèo của mình lên nên là mà đi thì có giống hơn các bạn. Cái bánh này có hình như kiểu là thân trên của cái thông Noel gì đó, thì nó cũng như là cái bánh poka nhưng mà nhạt hơn một tí, ăn nó cũng giòn và cái bánh nó thực sự rất là nhỏ. Còn cái này là một cái bản Oreo phiên bản Trung Quốc. Vừa nhìn là mình liên tưởng tới Oreo liền, không liên tưởng tới cái khác nữa, các bạn thấy không? Ăn thì vị nó cũng giống, tại vì bình thường mình ít ăn bánh ngọt á, nên là mình không có nhận xét được chính xác là cái vị nó khác nhau chỗ nào đâu. Nhưng mà mình ăn thì mình thấy ha ha tầm 80-90% á. Cái vỏ nó cũng đẹp, cái bánh nó cũng xinh, nó chỉ tầm có 3 ngón tay thôi. Một cái bánh nhỏ xíu nữa mà có chữ Trung Quốc, cái vỏ của nó đúng kiểu bắt mắt luôn á, mà mình thấy được tới 3-4 cái luôn. Một cái bánh vị poka hơi nhạt nhưng mà ăn cũng được, cũng vui. Ví dụ như mỗi ngày mình sẽ cầm một cái đó, mình bỏ vào cặp xong rồi vừa đi học vừa ăn vụng cũng được. Một cô gái có hai cái bánh rất là xinh đẹp, mình thấy ở đây có tới tận 6 cái. Mỗi lần mà mình nhìn thấy em mình ăn đó là mình chỉ muốn, hay là bây giờ mình order lại rồi mình ăn ta. Cái này mình không biết là cái con gì các bạn, nó đổi cái mũ màu vàng với cái thân màu nâu, nhưng mà mình biết cái này là đậu Hà Lan nha. Nó không có giống như cái loại đậu Hà Lan bình thường của mình là sẽ có vị mù tạt kia. Cái này là đậu Hà Lan bình thường, tạo bước một chút gia vị hơi mặn, ăn cũng được nhưng mà không có giòn lắm, nên là mình hay ăn ngoài hàng. Ở đây có một anh chàng rất đẹp trai, có thể là mình không biết mặt anh ấy là ai, nhưng mà ở đây chúng ta có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, xanh dương nữa. Thì cái bánh nó nhỏ xíu xíu à, mà nó còn dẹp dẹp nữa, nó cũng là một dạng bánh poka nhạt hơn thôi. Đấy, em mình phát hiện ra rất là nhiều anh đẹp trai lẫn lộn ở trong này. Và nếu như mà các bạn nào xem mà nhận ra anh đẹp trai đó là nhân vật nổi tiếng nào ở Trung Quốc thì hãy bình luận dưới đây cho mình biết nha.
ta có một cái thèo lèo Trung Quốc và một cái bánh kích thước giống như là cái bánh của anh đẹp trai nhưng mà hình thì hơi khác một tí. Cái thèo lèo này thì ăn nó không phải là thèo lèo ngọt, cũng không hẳn là thèo lèo mặn, nó kiểu nhạt nhạt ở giữa. Nó cũng không có giòn như là thèo lèo của mình. Thèo lèo của mình thì nó sẽ cứng hơn, đậm vị hơn, còn cái này thì nó mềm mềm. Không phải là mềm nhưng mà nó không có giòn. Mình cũng không biết là miêu tả thế nào cho đúng. Còn cái bánh mà mình đang ăn thì nó khá giống như cái bánh của anh đẹp trai thì cũng vậy thôi. Tới những chiếc bánh cuối cùng rồi đó, mình lại thấy cái bánh mà có cái con có cái thân màu nâu nè. Đó, những chiếc bánh cuối cùng đã dừng lộ diện rồi các bạn. Mình không biết là cái chỗ bánh này là một cơ sở sản xuất người ta làm ra hết xong rồi người ta đóng thành gói như vậy hay là người ta thu mua từ nhiều chỗ về ta. Nhưng mà thật sự là mình phải nói một cách công tâm là vị của nó rất là nhiều cái giống nhau. Ví dụ như khoai tây thì nó sẽ mấy mét nhau, cà chua cũng vậy. Những cái bánh mà kích cỡ tầm 3 ngón tay không, nó chỉ khác nhau cái bao bì thôi. Còn vị thì nó na ná nhau phải tới, không lẽ nó 99% thì kỳ quá đúng không? Nhưng mà thật sự nó là như vậy đó. Thì để các bạn hình dung rõ hơn về kích thước của cái bánh này đó, mình sẽ để nó sau lưng mình nè. Các bạn thấy không? Từ cái đầu của mình xuống là nó tới cái eo của mình luôn là phải tầm hơn gần 1 mét đó các bạn, phải 78 cm, nó bự là bự vậy đó. Lúc mà nhận được cái hộp bánh này mình bất ngờ kinh luôn á. Mình nghĩ là nó khổng lồ thôi nhưng mà mình không nghĩ là cái vỏ nó bự như vậy. Nhưng mà thực chất là cái phần mà bánh ở bên trong á, cái ruột nó chỉ chiếm 1/4 của cái vỏ thôi. Các bạn có bao giờ nghe tới mà 9.000 lá 1.000 xôi không? Thì đó, nó cũng giống giống như vậy đó. Nó cũng là một sản phẩm đáng thử tại vì nguồn gốc xuất xứ cũng rõ ràng. Ở ngoài cái bao bì lớn á, thì nó sẽ không có ghi rõ là cái nguồn gốc của nó như thế nào đâu. Tại vì nó như kiểu một cái hộp quà vậy thôi. Nhưng mà ở trong từng cái gói thì nó sẽ có những cái thông tin rất là cụ thể, như là cái bánh snack bình thường mà các bạn hay ăn như vậy đó. Mình hỏi em mình là với 300.000 thì em mình có muốn mua lại cái hộp bánh này để ăn hay không? Với một người săn ăn như em mình, nó bảo là không, em sẽ dùng bánh đó để mua những cái bánh mà ít tiền hơn và của Việt Nam mình và có rất là nhiều sự lựa chọn khác hợp lý hơn, chứ không phải là chỉ có bánh nhỏ xíu mà giống nhau như thế này đâu. Nhưng mà được cái là màu nó rất là đẹp. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta hẹn gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ ấn cái chuông nghe, tại vì mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Rất mong các bạn thông cảm. Nếu như các bạn muốn mình review về một sản phẩm nào đó thì cứ bình luận ở dưới đây. Chỉ cần đủ điều kiện thì chắc chắn là mình sẽ thực hiện nó. Và cảm ơn các bạn rất nhiều.